Đều đặn mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, một nhóm người dân phường 15 quận 4 lại tập hợp tại nhà văn hóa phường để bắt đầu buổi hoạt động của nhóm hộ tự quản. Từng nhóm chia nhau vào từng con hẻm, gõ cửa từng nhà để vận động. Tuyên truyền cho bà con là không có để rác ngoài đường, dọn sạch sẽ, là cống rãnh, vệ sinh môi trường cho nguyên một cái khu phố của mình. Mình cũng phải từ từ để kiểm tra lại coi sao là giống như là chưa có vô nề nếp được. Đó, rồi nhắc nhở là rác phải đi đúng nơi quy định, đúng giờ. Và ngay sau khi vận động hàng xóm láng giềng thì sẽ làm hoạt động dọn dẹp vệ sinh như thế này. Mặc dù có thể có nhiều phường, nhiều nhóm hộ trên cùng một tuyến đường, thế nhưng người dân tại đây cho biết họ không phân định ranh giới rạch ròi với nhau mà là cùng nhau chung tay góp phần giữ cho con đường của mình được sạch đẹp. Đầu thì người ta cũng nói sao bao đồng quá đi quét làng quét xóm vậy, nhưng mà sau này người ta hiểu, người ta thực hiện được thì người ta cũng tham gia với mình một cách là tự nhiên và để bảo quản, để bảo vệ tài nguyên vệ sinh môi trường chung. Thực tế là cái vận động phân ra loại rác tại nguồn thì nó có lợi ích là cái rác mà tái chế riêng, rác mà phân hủy riêng thì cái đó là nó về môi trường là nó bảo vệ được, thứ nhất. Cái thứ hai là về cảnh quan, về cái môi trường và về cái cảnh quan với lại giữ cái môi trường sống của mình đó là nó càng ngày nó tốt hơn. Mô hình nhóm hộ tự quản tại phường 15 đến nay triển khai được khoảng 1 năm đã tác động được đến khoảng hơn 80% người dân sinh sống trên địa bàn phường. Hiệu quả dễ thấy nhất là những túi rác đã phân loại được người dân mang đến điểm tập kết của phường. Lúc đầu là người dân thì cũng chưa có thực sự quan tâm đâu. Đa số là các nhóm hộ tự quản chứ chúng ta tự đi vận động, đi tuyên truyền. Sau đó bắt đầu người dân bắt đầu mới cứ mỗi sáng thứ bảy là người dân tự động đem ve chai tới ngay tập trung tại nhà văn hóa để đổi. Chủ yếu là vận động người dân không xả rác ra đường, ra kênh rạch, hoặc là khi phát hiện cái điểm rác thì vận động thuyết phục người dân dọn dẹp, tự dọn dẹp cái điểm rác này. Và nếu mà qua quá trình mà nhắc nhở vậy mà hộ dân tiếp tục không thực hiện thì sẽ báo ra ủy ban nhân phường và ủy ban nhân phường sẽ có biện pháp xử lý theo quy định. Vẫn có một số người cho rằng những hoạt động này là màu mè, không thực tế. Thế nhưng nhìn vào những con ngõ sạch đẹp, khang trang thì hẳn không thể phủ nhận công lao của những nhóm hộ tự quản. Bảo vệ môi trường phải nói là việc chung của tất cả mọi người. Khu phố mình là nó sạch đẹp thì nó quá tốt đi chứ, tại vì so với lại những cái thì như hồi xưa mà nó dơ bẩn, nhìn nó nhếch nhác, như bây giờ nó khang trang ngay thì cái đó là mình sẽ bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của mình nữa.